quay chưa? Khăn nghiện. Kho gừng này mọi người ơi, ở ngoài này người ta bán nè, 15 đồng một cây, là khoảng 250 thôi. Ôi, xanh xanh. Rất là nhiều hoa. Wow, đẹp quá. Potato diggers, all of which were old school. Old style potato diggers, rolling.
mới đi tàu một chuyến đi vòng quanh. Lần trước đi có thấy con gà cái gì cũng ở đây, cái gì cũng làm từ rừng hết. Gừng một ngày với những cái trò chơi ở trong cái nhà máy gừng. Rồi bây giờ nhà mình đi về đây. Đây gọi là khi đi trái tráng mà khi về bụng bèo đây. Hai đứa ngủ ngay giỏ. Mình tạm dừng video đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu mọi người thích thì nhớ like và đăng ký để theo dõi kênh nha. Cảm ơn mọi người.